thôi ha. Giờ thì Thiền sẽ thử một bài test ha. Bài test này là quá chơi kinh khủng luôn anh em ha. 3 cây 2 ly rưỡi anh em, 3 cây đủ 2 ly rưỡi, thì ba cái này đường kính của nó thì tương đương với một cây 4 ly 3 ha. Rồi Thiền sẽ quất cho anh em xem thử luôn. Đây, chiên nó mắc khô luôn anh em. Ba cây cháy ngọt liệm đều hết ha anh em thấy không? Ba cây cháy đều hết nhá. Đây. Còn nóng. Ba cây cháy đều hết anh em, ngon lành luôn nhá. Một con máy nhỏ gọn thôi. Quất que 4 đi 3 luôn ha. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này Thiện sẽ giới thiệu anh em về một con máy hàng của thương hiệu Protech ha anh em. Thì như đầu video anh em thấy ha, Thiện hàng thử cho anh em xem ha, cực kỳ ngon lành, cực kỳ ngọt nước luôn anh em ha. Đó, con máy hàng này tuy rất là nhỏ gọn thôi nhưng công suất của nó quá là ok luôn anh em. Thì bên ngoài nó sẽ có một thùng giấy anh em, thì Thiện để lên hơi vướng, thì Thiện lột cái thùng giấy ra để cái thùng này không cho anh em mình xem nhé. Thì đầu tiên bên ngoài thì anh em có thể thấy là một con, nó sẽ tặng kèm anh em một cái thùng ha. Thùng này thì mình đựng để mình đi công trình thì rất là tuyệt vời ha anh em. Có lúc mà xốp ở trong luôn ha, cực kỳ êm á trong máy mình luôn ha. Đây là một cuốn hướng dẫn sử dụng nè, hai cuốn hướng dẫn sử dụng của Protech ha anh em. Rồi cái này thì không quan trọng lắm. Rồi tiếp tục là dây hàng ha anh em. Đây thì trong bịt này thì có hai cuộn dây, một cuộn là kẹp mát và một cuộn dây hàng. Thì kẹp mát sẽ được khoảng cho anh em là 2m ha anh em, 2m kẹp mát và 3m dây hàng. Đó, thì 3m kim hàng. Thì ở đây cọc là cọc lớn ha anh em. Đây, cọc là cọc lớn nha. Cọc là cọc lớn bởi vì con này công suất rất là lớn ha, nên cọc sử dụng cọc lớn và chắc chắn là cọc này là dây đồng 100% rồi ha anh em. Và kể cả cái dây này luôn ha, kể cả dây điện nó cho anh em là dây là dây đồng ha, loại đồng 100% anh em. Đây, anh em có thể nhìn kỹ vào cái lọ này ha. Đó, anh em mua máy thì anh em cứ nhìn thẳng vào đây là anh em biết loại đồng hay loại nhôm liền ha. Đó, nó màu vàng là nó đồng mà nó màu trắng là nhôm ha anh em. Đó, thì thường thường cái dây đồng á hay là dây nhôm á thì nhìn bề ngoài thì anh em khó nhận biết, nhưng mình nhìn vào trực tiếp ở đây ngay điểm cắt ha anh em thì nhìn rất là dễ biết ha. Đây, kèm kịp mát thì cũng rất là cứng ha. Trong này cũng điểm tiếp xúc là bằng đồng cho anh em luôn ha, rất là à. Kịp đầu. Kịp mát rất là cứng anh em, rất là ngon lành cho anh em luôn. Rồi, ok. Đây, dây hàng ha, 3m cho anh em thoải mái sử dụng nhé. Anh em này mà mình ví dụ như mình muốn nối dài thêm thì mình nối rất là đơn giản ha. Bởi vì dây đồng thì mình mua dây đồng mình nối thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Chứ không phải như đồng với nhôm thì mình nối mình phải bỏ nhôm ha anh em. Đây là có kính hàng nè, kính hàng, búa ha, búa gõ sỉ và chỗ cước để chè sỉ ha anh em. Tay cầm của cái gạt nạ nè, ha. Dây đeo ha, con này thì nó rất nhỏ gọn nên họ sẽ làm cho thiết kế cho anh em là dây đeo nhé. Không có tay cầm ha anh em. Con này là nhỏ gọn để mình leo cao thì nó sẽ thiết kế dây đeo cho anh em ha. Thì cái dây đeo này thì nó cũng rất là đơn giản, nếu mình muốn sử dụng thành tay cầm thì mình cứ thu dây lại thì nó thành cái tay cầm thôi ha anh em. Rồi, con máy này cực kỳ nhỏ gọn và công suất thì rất là ok ha, rất là quá là tuyệt vời, quá là kinh khủng ha. Đây mặt nạ đây ha anh em. Rồi, thì sẽ bỏ bớt những thứ linh tinh xuống để anh em mình chiêm ngưỡng siêu phẩm ha anh em. Đây mặt nạ này, mặt nạ này, kính này ha, kính này, dây này, búa gò sỉ này, tay cầm này, đó những thứ này sẽ bỏ xuống đi ha. Dây điện này ha, đây dây hàng và kẹp mát. Rồi ok, thì chúng ta sẽ tập trung vào con máy nhé anh em. Thì anh em nhìn bề ngoài thì anh em có thể nhầm lẫn con này với lại con Protech MK200 ha anh em, bởi vì hai con khá là giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước ha anh em. Thì Thiện sẽ cho anh em mình xin kích thước luôn để mình án chân được con máy này nó bé tí cỡ nào ha anh em. Con này thì chiều dài của máy thì nó tầm khoảng 27,5 phân ha. Chiều cao của máy thì nó rơi vào tầm khoảng là 15 phân nha anh em, 15 phân rưỡi. Rồi, còn bề rộng á, bề rộng của máy thì anh em có thể thấy đây ha.
thì nó chỉ có là 11 phân hơn một tí ha, rất là nhỏ gọn luôn, nhưng công suất thì anh em kéo E3Li hay là anh em kéo cả ngày ha, anh em kéo cả ngày rất là ok nha. Con này thì chuyên 3Li 2 ha, chuyên 3Li 2 bởi vì anh em thấy rất là nhỏ gọn, nhưng chuyên 3Li 2 thì anh em biết được cái công lực của nó là như thế nào ha. Tuy là một con hàng nhỏ như thế này thôi nhưng nó nặng lên tới hơn 3,5 kg thôi anh em, hơn 3,5 kg nặng cũng khá là ok ha anh em. Rồi thì nó cũng có những gọi là những đặc điểm ưu điểm như con Protect MK 200 thôi anh em ha, như là inverter LGBT nè ha, tản nhiệt tốt nè, có thể dùng là que từ 1 ly 6 tới 4 ly ha, vô tư nhá. Đó thì con này chuyên 3Li 2 thì 3Li 2 anh em có thể quất cả ngày, nhưng 4 ly thì anh em dùng hạn chế ha, dùng khoảng tầm 50-60% thôi ha. Tính năng hot start nè, tính năng adfrost nè ha, tính năng anti stick nè, quạt gió lớn nè, rồi tùm lum tà la, chống giật chống sốc, rồi nào là sùng điện yếu tùm lum tà la hết. Đây thì tiền sĩ đi vô từng thứ chi tiết cho anh em mình tìm hiểu nhé. Tính năng đầu tiên và tính năng ăn tiền nhất của con này là hàng điện yếu anh em. Con này có thể hàng điện từ 150V cho tới 250V, tần số là 50 hoặc 60Hz ha. Cái này thì không quan trọng lắm, nhưng cái quan trọng là cái này 150V hoặc là đến 250V đó. Thì khi anh em vào những vùng mà cũng như là mình hơi xa điện lưới thành phố một tí, những vùng sâu vùng xa ha, thì mình chẳng hạn như mình cần hàng những cái kèo thép nó cần độ dày và độ ngấu muốn hàng sâu, thì mình dùng những con máy hàng lớn công suất. Nhưng những con máy hàng lớn công suất đó thì đồng thời phải là anh em phải dùng điện mạnh anh em hàng mới được. Nhưng riêng về con này anh em điện rớt xuống 150V hàng vẫn vô tư nhá. Đó thì anh em rất là lợi thế ở cái điểm là hàng điện yếu như thế này, mình vào vùng sâu vùng xa mình hàng cũng không sợ điện yếu anh em, rất là ok. Khi ví dụ như vào vùng sâu vùng xa anh em dùng những con máy phát điện để phát điện ra để dùng để hàng ha, thì những con mà cùng công suất với con này, cùng công suất với con này anh em, cùng công suất với con này thì phải dùng điện khoảng là 180-190, thậm chí là 200 thì hàng mới ok được anh em. Nhưng con này hàng 150V hàng đã ok rồi thì nó rất là ngon lành cho anh em hàng, anh em mà cầm đi công trình ở xa anh em hàng thì rất là ok ha. Còn công trình ở gần thành phố thì không có gì để bàn nữa rồi ha. Điện thành phố thì chắc chắn con hàng này hàng cũng được rồi ha anh em. Thì cánh quạt ở đây anh em có thấy ha, cánh quạt cực kỳ to luôn. Đó thì cho ra cái lượng gió để tản nhiệt rất là tốt ha anh em. Đó thì phía sau này là sẽ là công tắc này, hai công tắc này on off ha. Công tắc này thì nó có đèn luôn ha anh em, rất là dễ nhận biết. Thì cái cánh quạt này nó hay ở một điểm là khi anh em bật máy lên nó sẽ không quay nha anh em. Và khi anh em chấm mũi hàng bắt đầu cánh quạt nó mới hoạt động ha, chứ còn mà anh em mới bật máy lên thì cái cánh quạt nó không có quay ha, nên nó rất là hay cái chỗ điểm này, nó có thể tiết kiệm điện cho anh em một tí ha. Đó chỗ này thì nó có một cái đuôi chuột để tránh gãy gập ngay chỗ cái phần tiếp xúc với máy ở dây điện ha anh em. Rồi tiếp tục thì anh em mới thấy ha, bên ngoài thì hoàn toàn giống con Protect 220 thôi, nhìn cái điều nó dài hơn một tí ha. Rồi thì về ở phía phần trước của máy hàng như thế này thì ở trên này nó sẽ có một cái phần điều khiển cho anh em ha, có mã là MK220 rõ ràng ở đây ha anh em. Thì ở đây nó sẽ có một con đèn báo nguồn nè, đèn báo quá nhiệt và đèn báo lỗi, đó đầy đủ ba cái đèn nha anh em nhé. Góc bên trái ở trên này thì sẽ có là một cái màn hình điện tử, hai màn hình điện tử này sẽ hiển thị dòng hàng cho anh em nhé. Thì anh em có thể điều chỉnh dòng hàng ở tại đây ha, điều chỉnh dòng hàng ở cái núm này, thì cái dòng hàng ở đây nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20-220 A, đó thì tùy chỉnh anh em nhé. Anh em thì dùng quy lớn thì anh em dùng lớn ha, như thiện đâu phải đeo như thiện anh em vừa thấy ha. Thiện dùng 3 que 2,5 ly thì nó tương đương với lại đường kính của một que 4 ly 3 hơn ha, thì thiện chỉ dùng dòng hàng lên tới là 180 thôi là cốt đốt que 4 ly 3 ngon lành rồi ha anh em. Nó chỉ có 180 A thôi nhưng hàng rất là ok rồi ha anh em. Rồi cái nút tiếp bên cạnh đây là cái nút phọt, là có nghĩa là ví dụ như anh em hàng mà những cái thanh sắt dày ha, thanh sắt dày hoặc là những cái keo thép đó thì mình cần phải hàng sâu vào trong nó mới cứng được ha anh em, nó mới cứng, nó mới chắc chắn, nó đảm bảo độ bền lâu dài được ha. Thì mình dùng cái tính năng phọt này thì nó sẽ ngấu sâu mũi hàng vào trong cái thanh thép đó, thì nó cho mũi hàng mình nó chắc chắn hơn anh em ha. Đó rồi thì ở trước này thì anh em có thấy ha, trong nói chung là cái này nó thiết kế rất là nhỏ gọn anh em, nhìn cực kỳ gọi là gọn gàng luôn ha. Ở dưới này thì nó có một thanh tản nhiệt này. Thôi thì anh em dưới đây thì anh em có hai cọc hàng nha, cọc dương cọc âm như thế này ha, có ký hiệu đàng hoàng ha. Cọc hàng là cọc hàng lớn thì nó cũng thì nói với anh em rồi. Đó, thì đây anh em có thấy ha, tính năng hot start này là gì? Tính năng hot start này có nghĩa là tính năng bắt mối hàng nhanh ha. Chẳng hạn như những con thông thường anh em phải chấm vài mối ha, hoặc anh em quẹt như thế này thì nó mới bắt đầu bắt cho anh em hàng ha. Còn cái này là anh em chấm là nó hàng chấm là nó bắt luôn, rất là hay cho anh em ha. Rồi tính năng adfrost là tính năng ngấu sâu vào mối hàng ha anh em. Và tính năng nữa là tính năng chống giật cho anh em ha,
Ví dụ những con thông thường anh em một tay anh em cầm vào cái quay hàng, một tay anh em cầm vào cái kiệp mát thì nó giật anh em gọi là bắn khói luôn ha, nhưng con này sẽ không giật cho anh em ha, rất an toàn cho anh em sử dụng ha. Và tính năng chống sóc cho linh kiện điện tử nữa, và chẳng hạn như những con máy hàng như thế này á, nó rất là dễ bị sóc linh kiện anh em. Chẳng hạn như anh em đang dùng trên nhàn giáo, nó rớt xuống đất cái là sóc linh kiện nó hư liền ha, nó rất dễ hư những cái linh kiện trong này. Nhưng con này nó có đảm bảo anh em là chống sóc cho linh kiện, nên anh em rớt còn là ví dụ như vô tình mình rớt đi thì nó cũng không sao cho anh em nhé, rất là bền luôn ha. Giá thì chỉ cho chưa tới 2 triệu ha, chưa tới 2 triệu cho anh em, giá rất là ok trong phân khúc luôn ha, giá trong rất là ok trong phân khúc. Với công suất của con này thì bỏ ra số tiền chưa tới 2 triệu thì là quá là ngon lành luôn anh em ha. Đó thì con này những anh em mà làm mình làm thợ sắt á thì chắc chắn là phải sắm một em như thế này rồi, tính nhỏ gọn tiện lợi, công suất mạnh mẽ, thiết kế thì đẹp ha, đó rất là nổi bật luôn, rất là ngon lành ha. Đấy tổng thể ha anh em. Rồi thì anh em nào mà quan tâm á thì liên hệ đến số điện thoại trên góc hình nha, hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới thì sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn kỹ hơn về con hàng MK220 này cho anh em nhé. Anh em xem cho Thiện một like và một lượt đăng ký, đồng thời bấm vào chuông thông báo bên cạnh luôn để nhận được những video mới nhất của bên Thiện ha anh em. Rồi thì xin tạm biệt anh em và hẹn anh em ở video tiếp theo.